Thì đây ốc con mình thả được cái này thả được 20 ngày nha các bạn. Thì cái bể bạc của mình thì làm giống như cái môi trường tự nhiên của con ốc nha các bạn. Mình có bỏ bùn nha, nhưng mà mình bỏ bùn không có hết bể, mà chỉ có hai bên mé thôi. Như hai bên mé từ cái mí bạc đó ra có khoảng tầm 5-6 tấc thôi. Còn chính giữa mình để trống, và bên đây mình cũng làm để bùn cũng như vậy. Chỗ đó mình trồng thủy sinh, trồng cỏ các bạn, thấy chưa? Đó. Đó. Mình thả này mình thả gông với bèo, đây mình lấy nét lại. Đây cái này mình thả gông bèo tơ tượng nha. Còn cái tối thì mình cho ăn mốp nè các bạn, mốp cột vỏ nha. Đây các bạn thấy không? Thấy chưa? Nè. Đó. Thì mình thả cái này mật độ vừa các bạn. Mình thả mật độ vừa chứ mình không có thả dày nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Ha. Ốc ốc nhìn đẹp lắm. Các bạn thấy không? Thấy nét gọi đó. Các bạn thấy không? Ốc lên ăn chắc tối lên ăn nhìn đã ha. Đây. Ngoài đó nữa các bạn, thì mỗi con lỗ rồi mình dục mới móp các bạn cho ốc lên nè. Nè, các bạn thấy chưa? Thấy không? Rồi đây, ngang đằng này mình thấy các bạn. Đây các bạn thấy chưa? Trong đó đó, đó thấy không? Đó, không còn nữa. Đây là mình thả nè. Mình thả ba cái mớp với lại lên ăn các bạn. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Nè, các bạn thấy chưa? Mình thả mật độ vừa phải nên ốc nó phát triển đồng đều các bạn ha. Mô lớn. Các bạn thấy không? Nè. Sáng lên đó. Thì trong này có ốc bố mẹ các bạn, thì mình thả dồn 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 vô như các bạn, tại vì hết lứa này thì tới lứa khác nó đã các bạn, thấy không? Đây, thấy chưa? Đó. Qua đó. Dài đều thôi các bạn ha. Trứng thì vẫn có đẻ đó các bạn, thấy không? Trứng đẻ không? Ốc có đẻ, ốc bự đẻ. Mình bỏ sình nè, bỏ bùn đất gì các bạn, thấy chưa? Mình trồng cỏ vậy thôi. Nè. Trứng trứng ốc lên đẻ các bạn, thấy không? Nè, thấy chưa? Đây đây cũng ốc bố mẹ nhưng mà cũng có thả ốc con luôn lên đẻ này. Ừ. Cái này ốc lên đẻ này giờ. Mình ốc bố mẹ mình đã có thả ốc con, thả ốc con vô luôn. Đấy, nói chung mình thả dập dập với hoài tới nha các bạn, hết lứa này tới lứa khác vô đẻ các bạn thấy không, lên đẻ nè. Okay, ha. Thì các bạn cứ nuôi cái mô hình cứ bình thường thôi, bỏ bùn đất rồi vô đặng mình, nói chung là mình không cần thấy nước nhiều các bạn, thì mình cứ bơm vô thôi. Rồi bắt đầu mình xả tràn cái ống rồi đó, đó các bạn, để ống rồi đó, xả tràn, xả tràn. Ví dụ như mình bơm bơm vô đây, bơm vô đây thì mình bơm từ 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 từ, thì đằng đó nước tràn ra thì cái này mình bơm vô cũng khoảng tầm 60%, 70% thôi, rồi bắt đầu mình ngưng vậy đó. Cái đầu mình cần phải xả hết rồi bơm hết đâu các bạn. Cái này thì kinh nghiệm của mình đúc kết được rồi mình tìm ra thôi. Mình làm gì cho nó đỡ cái phần mà nước bị thối, với cái nữa là mình thay nước nhiều quá các bạn. Nhiều khi mình thay nước nhiều quá cái phần nước mới á, nhiều khi nó bị vấn đề này kia, nó mình không biết được, tại vì nước sông mình bơm trực tiếp với nước sông lên mà. Nhiều khi mình
trực tiếp lên thì nguồn nước dưới sông thì mình không biết trước được, thành ra mình bơm, nhìn bơm chỉ khoảng tầm 60-70% lên thôi cho nó loãng cái nước cũ của mình, mình hòa lẫn với nhau. Rồi mình xong mình bơm xong rồi mình xử lý các bạn. Không, bơm xong thì mình xử lý nước rồi thôi. Xử lý chủ yếu là vôi, sát khuẩn. Không đâu, bên đây có ốc của mẹ các bạn. Thì ốc của mẹ mình cũng có thả ốc con bên này nữa. Thì cái mô hình mình làm nè, không các bạn thấy không? Bể bạc. Mô hình tự nhiên. Giống tự nhiên vậy thôi. Không có gì khó như thế này. Trong đây mình có thả cái sạc gặn các bạn. Thả sạc gặn để nhóc chơi. Tại vì mình bơm xả tràn chứ mình đâu có bơm, đâu có xả hết nước đâu. Mà con cá nó không đẻ được. Mình để trong đây cái con cá nó đẻ luôn à. Nó sinh sản luôn à. Nó không có, nói chung là nó không có ra được con cá con này nha. Cá con nó bự. Mình thấy con cá có con nó bằng ngón tay rồi nè. Nè ốc con nữa mà, thấy chưa? Ốc của mẹ nè. Ốc con mình thả lớn rồi nè các bạn, thấy chưa? Cái đồ nó ăn, cái loại đồ nó ăn chứ lắm. Thì anh em nào có nhu cầu nuôi thì cứ mô hình thì cứ tham khảo mô hình của mình nè, thấy không? Đó. Mô hình bể bạc của mình nè. Thì anh em có nhu cầu nuôi thì cứ tham khảo alo mình. Liên hệ mình qua số 0704-704-878, mình tên Tùng ở Phụng Hiệp, Hậu Giang nha. Thì anh em nào có nhu cầu con giống hay gì đó, hay kỹ thuật nuôi gì đó, bất cứ chuyện gì về con ốc, liên quan tới con ốc thì mình biết, mình sẽ hỗ trợ anh em tới cùng. Thì có bao nhiêu kinh nghiệm thì mình sẽ chia sẻ cho anh em bấy nhiêu. Chứ mình cũng còn học hỏi nhiều anh em khác lắm. Và các bạn xem clip nhớ đóng góp cho mình, nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ clip giúp mình nha. Rồi, chào các bạn nha.